Ngọc. Anh hai. Trời mưa sao đứng ngoài này không vô trong? Em bệnh rồi sao? Đi vô nhà với anh hai. Em không vô nhà đâu. Em đứng đợi chị hai về. Trời mưa như vậy chắc chị hai mắc mưa rồi đó. Làm sao bây giờ anh hai? Mắc mưa? Chị hai em đi đâu mà mắc mưa? Em biểu chị hai đi mua giấy vẽ với màu vẽ cho em đó. Nhưng mà chị hai không có mang theo áo mưa. Nghe lời anh hai đi. Đi vô trong nhà đi. Đứng ngoài đây bệnh chết. Rồi anh hai đi trước chị hai về nha. Anh hai nói thiệt không? Có khi nào anh hai gạt em chưa? Chưa. Vậy bây giờ đi vô nhà, đứng ngoài đây bệnh chết. Anh hai đi trước chị hai về nha. Móc méo đi anh hai. Được rồi. Anh hai đón chị hai liền nha. Ừ. Đi liền. Đi vô nhà đi rồi anh hai đi. Thì anh hai đi liền đi. Ừ. Sao anh tới đây? Cô có nghe tôi nói không? Tôi không muốn làm phiền anh. Cô không muốn về thiệt hả? Anh đừng hòng đóng vai hiền lành trước mặt. Được rồi. Nếu về cô đứng đây để hứng mưa đi nha. Tôi về trước. Ý khoan đã. Khoan. Sao? Tôi đổi ý rồi. Tôi về với anh. Hồi lên. Ê, chào tôi chứ. Lau tóc cho khô đi. Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Tôi không hơi sức đâu mà lo cho người dưng. Chỉ là tôi sợ cô bị bệnh rồi lây cho em gái của tôi thôi. Phải anh nín luôn thì hay biết mấy. Cô nói gì? Kệ tôi. Anh quan tâm làm gì? Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt bay.